Cao quá.
xong rồi năm sau đánh. Tao đập trước rồi, xong rồi với hai lớp rồi. Tiền nó đánh chậm, cầu nó đánh kiểu chậm, khỏe quay lại người nữa thì xong nó không được đánh đánh những cái tạo rơi vào sinh lập. Không nhìn thấy gì luôn. Dừng được quả đấy, không cần dừng của tay mà thả tay ra vật rơi xuống. Vừa thế là ý mất tiền này, vừa thấy càng rơi anh tiếc mỗi rơi rồi bảo tôi tiếc không. Dây đấy vẫn để căng tiếp rồi. Dây vừa căng luôn. Đấy như để rút căng lại rồi còn nào đấy. Mày còn căng lại đắt tiền đúng không? Ừ. Chung số đen tại từ hôm qua ấy. À quên mẹ mất rồi. Ờ, tên kết quả bao nhiêu? Này bận quá quên. Điểm. Kiểu. Tiền chưa gọi lên bao nhiêu? Sao đấy? Hả? 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 Đánh đề đã việt xanh là đánh còn trượt rồi. Cầm bao lâu rồi tắt đúng không? Cầm bao lâu?